đôi Thúng Thần đã trở lại với mọi người rồi đây. Sau một thời gian dài nghỉ thì hai anh em tập guitar thì Hồng Phượng đã quên hết hợp âm rồi. Còn anh Thật thì rất là siêng năng, cho nên là anh đã đờn được một bài hát rất là khó nha mọi người. Đúng rồi, bây giờ là anh Thật anh sẽ đàn cho Hồng Phượng hát. Bây giờ mọi người cùng lắng nghe để coi cái bài này là bài gì nha. Rồi, vô. Lần đầu ta gặp nhau trong nắng chiều bay gặp ta hỏi không phải thấy thấp quá vậy, không phải cái này còn thấp hơn nữa. Đâu có la mẹ. Lần đầu đúng không? Lần đầu lại nè. Không phải. Cứ làm đi anh diễn cách. Rồi. 2, 3. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, gặp mình ta hỏi nhỏ nhỏ bao nhỏ chưa yêu từ thì nhỏ chưa yêu. Ngủ quá hả? Trời ơi, trời đất. Lại tiếng nhanh quá hay sao? Em hát nhanh hay quá hay sao? Em hát nhanh quá hay sao? Đã kìa nè. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ bao nhỏ chưa yêu thì nhỏ chưa yêu, bây giờ thương nhỏ vừa đàn xong là trong kia xây sự cố luôn. Chứ không là lỗ nghe được tiếng đàn của anh Thật rồi. Mọi người thấy hay không ạ? Từ nãy giờ là anh em phải tập giờ với nhau rất là lâu đó. Lâu, lẹ lắm. Lẹ lắm hả? Bao nhiêu mà lẹ? Cũng có 2 lần rồi. Rồi. Ủa vậy hả? Bài dễ mà. Em quên bài này khó mà. Em không ngờ là anh giỏi vậy luôn á. Giỏi vậy luôn hả hả? Đợi nghe bài Bolero hát thôi. Anh thích bài gì? Dòng đây đầy trang đi. Thôi rồi đây ra bắt khó. Bắt dễ. Bắt khó. Ví dụ như bài gì? Đừng quên cái hành luôn. Chưa mà chưa vô. Có biết học âm không? Phải có công mài của có công mài sắt, có ngày lên kim thì anh Thật đã rất là siêng năng. Kim rồi. Có đi kim chưa? Anh đi kim rồi. Đâu? Kim đâu? Đó, đẩy đánh bây giờ đó. Ghê ha. Hồng Phượng là quên hết hợp âm luôn á mọi người. Có nghĩa là tại vì Hồng Phượng không có rảnh như anh Thật. Anh Thật ở nhà rảnh lắm, lúc nào cũng lấy cái đàn ra đàn thôi. Còn Phượng không có rảnh cho nên là giờ Phượng quên hết hợp âm rồi. Thôi, vậy cũng được. Nhưng mà lần sau chúng ta sẽ thách đấu với nhau. Coi đi, ai đờn hay hơn ai nha Thật nha. Bây giờ anh có lời hứa gì hứa với mọi người là lần sau anh sẽ đờn hay hơn và được nhiều bài hơn không? Mình đã hiện lời hứa làm gì? Ok, vậy đi. Rồi lần sau á, Hồng Phượng với Quỳnh Thật sẽ có một bài hát hay hơn để gửi tặng cho mọi người. Mọi người có yêu cầu gì thì nhớ comment nha. Rồi anh Thật sẽ tập và Hồng Phượng sẽ hát để gửi tặng cho tất cả mọi người. Nếu được thì anh Thật sẽ hát song ca với Hồng Phượng luôn. Như vậy mới là ghê, đúng không Thật? Vừa đàn vừa hát. Ok, bye bye.